Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh channel của Thịnh hôm nay. Hôm nay Thịnh có một tập đập hộp Taobao và Shopee nha mọi người. Cùng xem thử là những món đồ gì nha. Món đầu tiên Thịnh sẽ cho mọi người xem là một cái áo lông là dễ thương luôn. Đây mọi người ơi, nó là một cái áo quay. Đây là hàng Taobao nha mọi người. Nó có một cái viền lông ở trên như vậy. Rất là sexy luôn. Cái này thì không có bút ngực nha mọi người. Cái này mọi người sẽ mã ngực dán ha. Cái này nó giả dạng và corset đó mọi người. Như như gì ha. Hot năm nay là những cái mẫu áo lông mịn như gì ha. Và Thịnh có một cái chân váy màu hồng. Nó giống cái phi bóng đó mọi người. Cái này mình sẽ phối với lại cái áo này. Bộ set hồng chubby luôn. Điểm nhấn đó là cái vẹt của nó là sẽ bầu nha mọi người. Chỉ phối với lại một chiếc bốt trắng này nha. Cái lô này thì sự là Thịnh đã mang được 2 năm rồi mọi người. Nó rất là mềm luôn. Còn bên trong này nó có một ít lông như gì nè. Nó không có bị nóng quá nên các bạn ở Sài Gòn hoặc là miền Trung như mình thì vẫn mang được. Bạn muốn phối những cái mẫu đồ mà nó chóc nó nổi bật hơn thì mình nghĩ mọi người cứ phối. Mình sẽ phối set này cùng với lại một cái túi kim sa. Wow, rất là sang luôn. Cái này cũng đang hot năm nay luôn. Cái túi này bên trong thì nó sẽ có thêm dài nữa nha, nhưng mà mình ít khi đi dài lắm, mình chỉ đi kịp nách thôi rồi. Cái túi này đựng cũng được rất là nhiều đồ luôn. Trời, cái túi này mua thiệt sự là rất thích luôn mọi người ơi. Mặc với cái style làm điêu đó nên cũng sang hết trơn. Nó lấp lánh và linh linh. Cái thứ hai của Thịnh là một chiếc áo lông. Wow, là lông nữa. Cái vòng này rồi rất là mềm, mịn đã tay luôn nha. Còn cái này là một cái thun con co giãn nhẹ thôi nha. Cái này mọi người có thể mặc thành cái áo cột ở giữa thôi thì nó sẽ kiểu sexy. Hoặc là mọi người sẽ phối nó thêm một cái áo bra gì đó ở trong. Cái phần tay của nó cũng sẽ có một chùm lông như vậy, mặc là rất là sang, nó rất là đẹp luôn mọi người. Và mình sẽ phối với một cái chút quần sọt. Mình sẽ mặc cho nó kiểu ấn tượng hơn. Thuê được cái vòng eo con kiến và cái vốn mối sỏ của mình đó, thì mình sẽ kéo nó xuống hình như gì ha. Mọi người mặc như vậy thì mọi người nhớ kéo cái này xong mọi người gặp cái này lại để cho nó không có dịch chuyển cái gì kéo đi nha. Không là sẽ bị lụa đó. Đó, mình sẽ có một đôi giày như thế này. Một cái đôi giày này mình nghĩ là mọi người đang rất cần phải có trong cái tủ đồ của mình để phối cái đồ thu đông nha. Cũng phối với lại cái túi xách này luôn. Và tới set thứ ba của Thịnh là một cái set cũng sexy không kém là mọi người. Áo này nó sẽ dạng lemon tương ghi á mọi người, nó hơi mỏng mỏng á. Đây, cái này mọi người sẽ dán dán ngực nha. Mọi người nhìn kỹ cái phần này, nó cái đá của nó rất là đẹp luôn ha. Lấp lánh nè. Mình sẽ phối với là một cái chân váy da. Cái chân váy da này quá đẹp luôn mọi người ơi. Hết ngồi sau nó sẽ là một cái quần nha. Cái set hồng này chung với lại đôi giày mới nãy mình nói. Hoặc là mình sẽ phối với cái này cho nó ấn tượng hơn. Giày cao 1.2 nha mọi người. Ôi trời, cái chất nó rất là đỉnh luôn. Mà mang cái này không có bị đau chân lắm nha mọi người. Tại cái khúc này thì nó là dạng đế xuồng á, nên nó cũng đỡ cho mấy bà. Mà đôi này rất là êm nha, rất là chắc chắn luôn. Và bộ thứ ba của tôi là một bộ đầm body rất là đơn giản nhưng mà không kém phần ấn tượng và sexy. Đây là vải thun gân nha mọi người, nó có cái độ co giãn rất là thoải mái luôn. Rồi nó xỉ xỉ cho mấy bà ở khúc này. Wow, ở ngoài sau nè, ngoài trước kính nhưng mà ngoài sau hở nha, ấn tượng hay không là ở phía sau nha mọi người. Và nó sẽ làm cho mọi người nhìn vô nó sẽ rất là có eo luôn á, nó ôm vô nhìn có eo, có mông kinh khủng luôn. Và tôi sẽ phối cái đầm này với lại một đôi dép sỏ ngón đế cao, đế xuồng cao như gì. Cái chất này rất là đã luôn mọi người, mang rất là êm luôn, rất là êm chân nha. Nó bằng số hết luôn mọi người, tiền nào cũng lấy mọi người nha. Cái này hẹn order Taobao. Và set thứ tư là cái body suit tôi đang mặc. Và tôi phối nó với lại đôi giày này tiếp, là một đôi vó trắng, một cái body suit ôm dài. Sau đó thì hỏi lên như gì ha. Rồi để cho thêm một điểm nhấn cũng như là giữ ấm cơ thể dù không có dẹt bao nhiêu hết, là tôi sẽ phối lại một cái áo đang rất là trend từ năm ngoái rồi chứ không phải là bây giờ, nhưng mà tôi nghĩ là bà cũng nên có một cái để mặc ha. Giá cũng rất là mềm xèo luôn. Cái này thì đặt trên Shopee có nha. À, cái body suit này tôi cũng mua trên Shopee luôn, tôi sẽ gắn link ở dưới phần mô tả nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy trong những set đồ tôi đã mặc thì set nào là đẹp nhất nào, hay là mọi người nghĩ tôi sẽ nên phối cái gì khác, giày dép của những cái set đó như thế nào hay hơn, đẹp hơn, thì mọi người hãy comment cho tôi nha. Mọi người nhớ like bài viết và subscribe kênh YouTube này của Thịnh nha. Thịnh cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại nha.